Truyền hình Việt Nam Vòng Hoa Tin Đốt, chúng tôi xin trân trọng kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, bây giờ đã hơn 11 giờ rưỡi bữa sáng ngày Chủ nhật, ngày 26 Tây tháng Giêng năm 2020. Kính thưa quý vị, chúng tôi đang có mặt ở tại Trung tâm Thương mại Eden để gửi đến quý vị phóng sự về buổi lễ thượng kỳ đầu năm Canh Tý. Thưa quý vị, theo thông lệ thì thường hàng năm vào ngày mùng 1 Tết là có lễ thượng kỳ và để chúc Tết đồng hương của cộng đồng Việt Nam tại vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn với sự phối hợp với lại Liên hội Cựu chiến sĩ. Thưa quý vị, nhưng mà trong năm nay thời tiết ở tại đây thay đổi bất thường. Ngày thứ Bảy ngày hôm qua trời mưa và gió lạnh, nhiệt độ xuống thấp. Thành thử ra ban tổ chức không có muốn đồng hương đến mà đứng dưới trời mưa lạnh và sau đó thì lỡ về nhà mà bị đau ốm. Đó là một cái điều mà không có ai muốn nó xảy ra. Và vì lý do đó thành thử ra đã dời qua ngày hôm nay. Thưa quý vị, hôm nay trời nắng đẹp, nhưng mà nếu mà nói nắng đẹp nhìn không thì nghĩ rằng đẹp, nhưng mà thật sự rất là lạnh quý vị, gió lạnh kinh khủng luôn. Tội nghiệp cho những người mặc áo dài, những người mặc áo mỏng mà với cái áo coat cũng không có thấy đủ ấm. Hiện tại giờ phút này thì chúng tôi thấy có toán thủ thủ quốc quân kỳ của Liên hội Cựu chiến sĩ và các cựu quân nhân với những quân phục của các quân binh chủng đang tề tụ ở đây rất là đông, và đồng hương cũng đang đứng để mà chứng kiến cũng như để tham dự lễ thượng kỳ. Thưa quý vị, hy vọng rằng sẽ có đông người hơn, tại vì chỉ sợ lạnh quá người ta đứng lâu không nổi thôi. Thưa quý vị, đây là một cố gắng của ban chấp hành cũng như tổ chức cộng đồng và tất cả cái sự hợp tác của mọi người để cho lễ thượng kỳ hôm nay được trang trọng và được tốt đẹp. Chúng tôi xin mời quý vị theo dõi những hình ảnh chúng tôi ghi nhận được trong buổi sinh hoạt sáng hôm nay. Đầu Tết Việt Nam, cộng đồng Việt Nam vùng Washington DC, Maryland và Virginia phối hợp với Liên hội Cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận tổ chức lễ thượng kỳ đầu năm để thắp nén tâm hương tưởng nhớ đến quê cha đất tổ, tri ân chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa đã vì quốc vong thân, thương nhớ và quan tâm đến thương binh quân lực Việt Nam Cộng hòa đang sống những ngày cuối đời trong khổ hận nơi quê nhà, đồng thời giữ gìn và tiếp nối phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của những người con dân Việt tha hương nơi xứ người. Kính chào tất cả quý vị đã đáp lời mời của ban tổ chức tham dự lễ thượng kỳ hôm nay. Và để mở đầu cho buổi lễ, chúng tôi xin gửi đến quý vị lời chào mừng của trưởng ban tổ chức, và sau đây chúng tôi xin giới thiệu đến tất cả quý vị bà Nguyễn Thị Bạch Mai, Tổng thư ký của Cộng đồng Việt Nam vùng Washington DC, Maryland và Virginia. Xin mời bà Nguyễn Thị Bạch Mai. Kính thưa quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý bậc trưởng thượng, quý chủ tịch, quý hội trưởng và các thành viên của quý hội đoàn quân dân cán cảnh, quý đồng hương, quý cơ quan truyền thông báo chí đang hiện diện trong buổi thượng kỳ của ngày Tết năm Canh Tý do Cộng đồng Việt Nam vùng Washington DC, Maryland và Virginia cùng phối hợp với Liên hội Cựu chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng hòa vùng Hoa Thịnh Đốn tổ chức. Trong giờ phút thiêng liêng của ngày hôm nay, thật là một hạnh phúc vô lượng khi những con dân Việt sống xa quê hương không quản ngại thời tiết giá lạnh để cùng tề tụ tại nơi đây, để cùng nhau thắp nén hương trước bàn thờ Tổ quốc, cùng tưởng nhớ ghi ơn công đức tiền nhân, để cùng nhau bằng hành động như hôm nay để tiếp nối giữ gìn phong tục tập quán truyền thống văn hóa dân tộc từ nghìn xưa lưu lại, và cùng nhau chào kính lá quốc kỳ, một biểu tượng thiêng liêng, một căn cước chính thức của khối người Việt yêu chuộng tự do và nhân bản. Vui xuân hôm nay, nhưng chúng ta không quên cầu nguyện cho lịch sử sang trang để cho dân tộc Việt không còn sống dưới sự cai trị áp bức của chính quyền độc tài đảng trị, cho các nhà đấu tranh, cho thương phế binh quân lực Việt Nam Cộng hòa và cho những người dân lành bị cướp nhà, cướp đất và bị giết chết ăn uổng, sớm nhìn thấy ánh sáng tự do và công lý. Chúng tôi cảm ơn sự hiện diện của toàn thể quý vị, chân thành cảm ơn sự góp công sức của nhiều người để buổi lễ thượng kỳ được thành hình tốt đẹp, và kính mời toàn thể quý vị cùng ban tổ chức bắt đầu vào nghi thức của buổi lễ thượng kỳ năm 2020. Kính thưa quý vị, sau đây là nghi lễ chào quốc kỳ
ngày đầu xuân Canh Tí 2020. Lễ chào quốc kỳ bắt đầu. Quốc ca Hiệp Chủ Quốc Hoa Kỳ. Ba hồi chiên trống, khởi chiên trống. Chúng tôi kính mời ông Huỳnh Văn Hiệp. Niệm hương. Dâng hương. Thượng hương. Những dịp đầu năm mới 2020 và Tết cổ truyền Canh Tí, chúng tôi trân trọng gửi lời chào đến toàn thể quý vị. Hôm nay là ngày mùng 2 Tết, chúng ta tề tụ nơi đây để cùng thực hiện lễ thượng kỳ, bắt đầu cho một năm mới với nhiều ước vọng, cho một tương lai tươi sáng hơn, cho mọi người, mọi gia đình và cho quê hương Việt Nam. Khi còn nhìn thấy lá cờ chính nghĩa tung bay trước gió, để hy vọng sẽ có một ngày tuổi trẻ trở về gây dựng lại quê hương. Thông lệ hàng năm đã qua nhiều thập niên, cộng đồng Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận luôn tổ chức lễ thượng kỳ vào ngày mùng 1 Tết. Nhưng năm nay có sự thay đổi. Ngày thượng kỳ phải dời đến hôm sau vì lý do thời tiết. Chúng tôi một lần nữa thành thật xin quý vị thứ lỗi cho những việc xảy ra ngoài ý muốn. Thưa quý vị, hôm nay được tiếp đón toàn thể quý vị trong buổi lễ thượng kỳ là một niềm vui và vinh hạnh.
cho các cá nhân tôi nói riêng và của toàn thể những người trong ban tổ chức gồm có cộng đồng và liên hội. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của quý vị. Sự tham dự của quý vị đồng thời nói lên tinh thần của tập thể người Việt quốc gia, mặc dù sống xa quê hương, mặc dù chúng ta đang được thở bầu không khí tự do, có được đời sống no ấm, nhưng chúng ta không quên cội nguồn, lòng vẫn luôn hướng về Tổ quốc, luôn khắc ghi công ơn tổ tiên. Cha ông đã hy sinh gầy dựng và đã từng bảo vệ lãnh thổ, lãnh hải được toàn vẹn, và bổn phận của chúng ta là luôn cố gắng bảo tồn những di sản, phong tục tập quán của truyền tổ tiên để lại và giữ vững lập trường chống cộng. Chỉ còn ở trong kỷ niệm, tôi cầu chúc cho tất cả quý vị hân an vạn phúc, mọi sự may mắn, và chúng ta mỗi ngày mỗi bành trướng cái cộng đồng Việt Nam trở thành vô địch ở trong vùng Mỹ Châu này. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Thưa toàn thể quý vị đồng hương, chúng tôi trong trời lạnh này đến đây gặp tất cả đồng bào đông đủ nơi đây trong cuộc lễ chào cờ đầu năm thật là rất sung sướng và rất cảm động. Chúng tôi rất vui mừng vì cái lá cờ vàng ba sọc này vẫn còn có một chút nào lưu luyến trong tâm khảm của tất cả quý vị. Đó là điều chúng tôi mong ước và chúng tôi cảm động vô cùng. Vậy xin ca ngợi cái tinh thần đó và xin đồng bào lưu nhớ cho rằng cuộc chiến đấu của chúng ta chưa có ngừng đâu. Nó hay còn kéo dài, còn nhiều chuyện phải làm lắm, và chúng ta còn phải cố gắng. Xin đồng bào tiếp tục cố gắng cho tới nào chúng ta thành công và mang lá cờ vàng này về kéo lên tại Hà Nội và tại Sài Gòn. Thưa quý vị, ngày đó chúng ta mới có thể nghỉ ngơi được. Và bây giờ tôi xin chúc quý vị trong năm mới này mọi sự tốt lành, mọi điều đẹp đẽ, mọi sự may mắn, gia đình an vui, tất cả mọi sự như ý. Tôi xin cảm ơn và kính chào. Ngày hôm nay, ngày mùng 2 Tết, năm Canh Tý, tôi xin được phép gửi đến tất cả quý vị cùng gia đình lời chúc Tết. Lời chúc cho một năm Canh Tý dồi dào sức khỏe, an khang và thịnh vượng. Chúng tôi rất là vui mừng và cảm kích có được hai vị niên trưởng tướng lãnh quân lực Việt Nam Cộng Hòa có mặt ngày hôm nay với chúng ta. Dù đó là trong sự vội vã không được báo trước, nhưng hai vị niên trưởng tướng lãnh trong tuổi già đã lên tiếng và cho thấy rằng lúc nào cũng vậy, dù xa xứ, dù không còn gần gũi thường xuyên như ngày xưa, nhưng hai vị cũng đã có mặt với chúng ta. Đó là một hạnh phúc rất lớn mà chúng ta mong rằng trong năm Canh Tý này, với tất cả những biến chuyển chính trị trên thế giới, chúng ta sẽ thấy có một cái gì đó thay đổi thật lớn ở trong Việt Nam. Và như quý vị biết, lá cờ vàng của chúng ta, lá cờ chính nghĩa, sẽ sớm được mang trở về đất nước và bay lên trong những thành phố thân yếu của chúng ta. Thành thật cảm ơn tất cả quý vị và kính chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng và hoàn toàn như ý. Trân trọng kính chào quý vị. Chào mừng Falls Church. All right. I'm going to keep going. Chúc mừng Nam Hoai. How about that? How's my Vietnamese? Is it getting better? I've been doing this for a few years. I hope each year it gets a little better. Maybe in 100 years or so I'll get it down. But I wanted to just say how proud and honored I am to be here with you today. The Vietnamese culture and people are such an integral part of Falls Church, and we are so proud to have you part of our community. The culture, the food, the hardworking nature, and especially your patriotism is much appreciated.
So to all of you, I wish you a happy and prosperous new year. And thank you so much for being part of our great community. Thank you. Mực Nam Muoi, welcome to Eaton Center. Did I do that okay? I've had a pleasure of the 10 years I've been working for Eaton Center. I had the pleasure to meet many of you. And you all know Alan Frank. He sends his regrets. He wasn't able to make it today. But his loss is my gain. I get to be here on this beautiful day with these beautiful people to celebrate the Year of the Rat. And that's my year, so I feel special to the Year of the Rat. So really happy to be here, and I wish everyone a safe, happy, healthy new year. And we're really excited you came to Eaton Center to celebrate, and many more. Thank you. Chúc mừng năm mới. Tên tôi là Ian Phan, và tôi là cái người Outreach Representative cho ông U.S. Senator Mark Warner, who wishes you all a very happy Tết, and I have a letter of greeting from him to read. Dear friends, I am pleased to extend warm greetings to all who are gathered for Eaton Center's Tết flag raising and Tết celebration. This annual event provides an opportunity for reflection on the past and envisioning an even brighter future. We take this time to reconnect with family and friends by enjoying conversations and cultural performances. I commend the Eaton Center for your work to share in this meaningful celebration for your fellow Virginians. And on this important occasion, I join you in welcoming the Year of the Rat. I always thought it was mouse. And wish you good health, prosperity, and happiness in the new year. Sincerely, Mark R. Warner, United States Senate. Chúc mừng năm mới. Thank you. I want to say something real quick. I want to thank all the organizers that actually put together this event. So a big round of applause for them, please. All right, so thưa quý đồng hương, tôi tên là Matt Chương, đương kim phó chủ tịch của Đảng Cộng Hòa quận Fairfax. Tôi cũng là người ứng cử viên dân biểu liên bang của Địa hạt 10 ở Virginia. Tôi xin đại diện ông chủ tịch của Đảng Cộng Hòa quận Fairfax, ông Tim Hannigan, xin chúc mọi người một năm mới an khang, thịnh vượng, dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và đạt được vạn sự như ý. Với tư cách là một cái người tôn giáo, chúng tôi tham dự từ suốt hơn tiếng đồng hồ vừa qua, chúng tôi hết sức là cảm kích và chúng tôi xin được bày tỏ rằng chúng tôi nghiêng mình cảm ơn tất cả quý vị đã dấn thân, đã làm một cái điều mà anh em chúng ta và tất cả các nơi phải làm, đó là làm sao nâng được cái lá quốc kỳ chào cờ hàng năm nó thành một cái tập quán dân tộc của người Việt tị nạn tại hải ngoại. Đó là một cái niềm hãnh diện của chúng ta. Chúng ta trong gần nửa thế kỷ vừa qua, cái lá cờ được là một cái biểu tượng của những người Việt tị nạn của chúng ta nơi hải ngoại. Thì chúng tôi hy vọng rằng trong cái tình đó, chúng ta duy trì mãi mãi về sau khi chúng ta còn ở hải ngoại. Và với chúng tôi nhân dịp đầu năm, với tư cách là cái người tôn giáo, chúng tôi xin cầu nguyện ơn trên Phật trời, hùng thiên sông núi và tất cả những đấng hùng anh hộ độ cho tất cả dân Việt của chúng ta từ trong quốc nội cũng lẫn hải ngoại luôn được an lạc thân tâm và hạnh phúc miên diện. Xin được trân trọng kính chào và kính cảm ơn toàn thể chư liệt quý vị.
lại cho một tràng pháo tay cho được ba cái lần vừa qua. Cảm ơn tất cả quý vị. Kính thưa quý khán thính giả, chúng tôi đang có mặt ở tại trung tâm thương mại Eden. Giờ đây là 11 giờ rưỡi sáng và để gửi đến quý vị những cái tâm tình của những người có trong cái ban tổ chức của lễ thượng kỳ năm 2020. Thưa quý vị, cũng có một vài điều mà cái người ở trên cái ban tổ chức cũng như là ông chủ tịch cộng đồng muốn chia sẻ. Mời quý vị nghe một vài phút nói chuyện của chúng tôi. Chào chủ tịch. Dạ, xin chào cô và xin chào quý vị ạ. Thì hôm nay cũng có rất là đông người ra, thời tiết tốt, rất là tốt. Và bình thường là lễ thường kỳ đầu năm là làm một tay của Tết. Nhưng tại vì hồi hôm qua bị mưa, thời tiết không có được tốt lắm nên phải dời qua hôm nay. Thì hôm nay trời rất là nắng mà có chút gió nhưng mà cũng đỡ hơn là mưa. Thì sắp 12 giờ sẽ làm lễ. Mà quan trọng nhất là năm nay là năm thứ nhì mà bảo là chủ tịch cộng đồng mà tổ chức cái này. Thì cái vấn đề đó rất là tốt, là tại vì bây giờ có một người trẻ mà mong là sau này sẽ có rất là nhiều người trẻ khác sẽ ra lãnh đạo, sẽ tiếp tục những cái lễ này cho cái cộng đồng Việt Nam mình. Nếu không có đó thì bây giờ phải nói 15-20 năm nữa là sao không còn nữa, là cái đó nó rất là tiếc cho cái cộng đồng của mình. Thành thử ra, nhưng mà trong cái chiều hướng đó chắc chắn rằng là phải có những cái sinh hoạt gì để cho tuổi trẻ, những người bạn trẻ, những thế hệ trẻ họ thấy được để mà họ tham gia. Tại vì nhiều khi không có phổ biến rộng, họ bận rộn công ăn việc làm, gia đình, nhất là cái tuổi mà 1 rưỡi đó, là trong cái thời gian này đang lo đủ thứ. Thành thử ra cái điều mà ông chủ tịch cộng đồng Lý Thanh Phi Bảo nói rất là đúng. Ngày hôm nay đó, thưa quý vị, gió lạnh, nắng nhưng mà gió lạnh. Hiện tại thì chúng tôi cũng thấy được có rất là đông đồng hương đã đến đây, nhất là các hội đoàn quân nhân ở trong vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn, có đúng vậy không? Dạ đúng, pháo thì đốt đầy hết á, rồi nhiều người trong cộng đồng ra, mà chắc cỡ 12 giờ sẽ có thêm đông đủ người nữa, thì rất là tốt cho cộng đồng. Tội nghiệp cho những người mặc áo dài hả, mà lạnh quá. Dạ, gió thì trời tiết thấy tốt vậy chứ, nhưng mà gió thổi thì hơi lạnh. Thì cũng có rất là nhiều cô bận áo dài để ra đây để chụp hình đồ, để ủng hộ lễ chào cờ của cộng đồng. Dạ. Cảm ơn ông chủ tịch cộng đồng. Dạ. Thưa chúc là hy vọng là cái lễ thượng kỳ đầu năm nay sẽ mang lại nhiều tốt đẹp cho năm Canh Tý, cho cộng đồng người Việt chúng ta tại vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn và cho tất cả những người đang dấn thân phục vụ.
Dạ, cảm ơn cô. Chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng và mọi sự như ý muốn. Dạ, xin chào.